Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí giá liên kết với nhiễu động trong đới gió đông nên ngày và đêm 17 tháng 10, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị kế tiếp có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 30-60/24 giờ. Riêng khu vực Hà Tĩnh và Quảng Bình ngày 17 tháng 10 còn có nơi mưa rất to, lượng mưa 70-120/24 giờ. Khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 80-150/24 giờ, có nơi trên 170/24 giờ. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng. Từ đêm 17 tháng 10, mưa lớn ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có xu hướng giảm. Mưa lớn ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có tài năng kéo dài đến hết ngày 19 tháng 10. Cấp độ rủi thiên tai cấp 1. Dự báo cụ thể các vùng ngày và đêm 17 tháng 10, phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ, đêm trời giá. Độ ẩm từ 67-98%, nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, đêm trời giá, độ ẩm từ 65-98%, nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C. Thủ đô Hà Nội, ngày có mưa rào vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3, đêm trời giá, độ ẩm từ 70-96%, nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C. Các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ, trong cơn dông có tài năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75-100%, nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C. Các tỉnh, đô thị từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3, trong cơn dông có tài năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70-100%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 26-29 độ C, phía Nam 29-32 độ C. Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, trong cơn dông có tài năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-98%, nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có tài năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.